Vì sao tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và nhà báo Hàn Ni bị bắt? Ngày 24 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni và tiến sĩ luật Đặng Anh Quân để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Gần đây nhất, ngày 30 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty Chính phủ Đại Nam, cùng các công sự là Nguyễn Thị Mai Nhi, sinh năm 1983. Trợ lý của Nguyễn Phương Hằng, Lê Thị Thu Hà, sinh năm 1992, nhân viên Công ty Chính phủ Đại Nam, Huỳnh Công Tân, sinh năm 1994, trưởng phòng truyền thông Công ty Chính phủ Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Sau khi thực hiện điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra đã làm rõ thêm các sai phạm của tiến sĩ Đặng Anh Quân và xác định đủ căn cứ khởi tố. Tiến sĩ Đặng Anh Quân nguyên là giảng viên, giảng dạy tại Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh và một số trường đại học khác các môn luật đất đai, pháp luật kinh doanh bất động sản. Tiến sĩ Quân được coi là cố vấn pháp lý của bà Phương Hằng trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch livestream gây náo loạn dư luận xã hội, dẫn đến việc bà Phương Hằng và các cộng sự bị xử lý pháp luật sau đó. Đối với bà Hàn Ni được coi là nạn nhân, liên tục bị bà Phương Hằng nhắc tên, xúc phạm, cùng một số người khác, trong các buổi livestream. Thậm chí, bà Phương Hằng đã từng đến tận nhà bà Hàn Ni, kéo theo một đám đông hiếu kỳ gây mất trật tự, dù chưa gây ra xô xát. Chính bà Hàn Ni cũng là một trong số những nguyên đơn tố cáo bà Phương Hằng đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh và công an Bình Dương. Bà Hàn Ni bị khởi tố, bắt tạm giam theo Điều 331 để điều tra về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, bà Hàn Ni bị bắt xuất phát từ đơn tố cáo của chính bà Nguyễn Phương Hằng. Nguyên nhân là bà Hàn Ni cũng có nhiều buổi livestream bị bà Phương Hằng cho là đã có phát ngôn không đúng sự thật, xúc phạm, làm ảnh hưởng đến vợ chồng bà Phương Hằng, Công ty Chính phủ Đại Nam và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu và viết đơn tố cáo. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định nhiều nội dung bà Hằng tố cáo bà Hàn Ni là có căn cứ, đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Việc khám xét nhà riêng của bà Hàn Ni ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất lúc hơn 22 giờ đêm ngày 24 tháng 2. Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã làm rõ vai trò của một số khách mời khác trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có luật sư Nguyễn Đình Kim để tiếp tục xem xét xử lý.